Chào cả nhà, đây là chương trình Hỏi Nhanh Đáp Nhanh của Quang Lập. Trước hết Quang Lập sẽ trả lời một số câu hỏi của tuần qua. Phở. Tennis. Nếu mà được ở nhà thì là ngủ trưa, thỉnh thoảng tự pha trà ngồi uống. Biết chứ? Chiên trứng với lại tôm khô. Ngoài ra còn biết nấu mì gói nữa. Không. Thời gian rảnh rỗi thì thường thường là nghiên cứu những cái bài ca mới chưa ai từng ca. Đó là sở thích của mình. Thường thường là buổi trưa. Tại vì buổi trưa là cái giờ Quang Lập có một tiếng đồng hồ để thảnh thơi, để làm những việc Quang Lập thích, hoặc là tựa lưng chút xíu để ngủ trưa chút xíu rồi trở lại việc làm. Thường thường là nửa tiếng cho đến 45 phút. Nghiên cứu bài hát, lướt trên YouTube xem có những bài nào mà mình thích mà chưa ai từng ca lại. Thường là chuyện đó. Đọc chứ. Trước hết nếu Quang Lập có thời gian và điều kiện thì Quang Lập sẽ đi khắp các tỉnh thành của Việt Nam, đặc biệt là những người dân tộc. Sau đó hy vọng mình sẽ được đi vòng quanh thế giới, tại vì chỉ xem được trên TV là chưa đi tới lần nào. Quần áo và đôi giày huyền thoại cũng không biết nữa, khi nào mang không được mới thay. Tại vì bây giờ là nó có bị cái gì thì đem đi sửa, người ta sửa được. Để chứ. Hầu như là tất cả những bài Quang Lập ca Quang Lập rất thích. Thần tượng của Quang Lập là tất cả những ca sĩ mà đã ca trước Quang Lập. Đen, trắng. Từ 12 giờ khuya cho đến 2 giờ sáng. Hiền lành. Điểm yếu là thường thường là đi tới những cái buổi tiệc ấy, là thường người ta mời lên phát biểu. Đó là điểm yếu, không biết nói gì. Để dùng từ để nói lên những cái cảm xúc của mình với những người mà nghe nhạc của Quang Lập ấy, thì là Quang Lập có rất là nhiều từ đã lòng, nhưng mà để dùng được hai từ thôi thì Quang Lập chỉ biết nói là come on. Chương trình Đáp Nhanh Hỏi Nhanh của Quang Lập tuần này đến đây xin tạm dừng. Nếu cả nhà có muốn hỏi thêm, hãy để những câu hỏi đó dưới bình luận. Quang Lập sẽ trả lời những câu hỏi đó vào lần sau. Cảm ơn rất nhiều.